quê nhá, ăn bánh rán, bánh rán quê. Nóng quá. Quay bà Thoa đang bán hàng. Mai đưa cho tổng thống Trump xem. Giò bao tiền một khoanh đi bà? 30 một cân à? 130. Chắc là ngon không? Trăm ba thì cũng được. Thì sợ là giò không ngon, pha trộn mà ăn. Vâng.